Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay mình sẽ làm một cái video để thông báo cho các bạn cái dự án AdFun mà hôm trước hướng dẫn các bạn đào ấy. Nó đã có lãi nha các bạn nha. AdFun của tôi ơi, đây là một sự lựa chọn không sai lầm tí nào luôn. Bạn nào đã theo mình cái dự án này AdFun. Đây, hôm trước hướng dẫn các bạn đào đây. Hôm trước mà bạn bạn nào đào theo mình cái dự án này, hôm đấy hướng dẫn cho các bạn khoảng 1 tháng trước rồi nhỉ? 3 ngày trước, ở đây 3 ngày trước, 3 ngày trước á, sao là còn ấy vậy? Đúng rồi, 3 đây trước, mình hướng dẫn các bạn đào cái dự án này mà lúc đấy nó có giá 0,87 hay là 0,9 gì đấy đô la thôi, mà bây giờ nó tăng khá là nhiều mọi người ạ. Đây, nó hôm nay nó đang là một top, đứng top 1 trending ở trên CoinMarketCap luôn mọi người. Trên CoinMarketCap luôn mọi người nhé. Và cái dự án này thì đang tăng giá chóng mặt luôn. Hôm nay nó tăng hơn 100% luôn mọi người. Ad fund. Coi như là các bạn cũng dần nhân đôi, nhân nhân hai rồi chứ nhỉ. Đây các bạn, tăng từ 0,9 à. 0,9 phải không? Lên 1,55 vẫn đang tăng nha mọi người nhá. Con này thì các bạn trade trên PancakeSwap nè. Có hả? How be a siêu chan, mình sẽ đổi ứng Binance Smart Chain. Đây các bạn ơi, các bạn thấy chưa? Ad vẫn BUSD. Chậm quá, trời ơi. Mình ghét làm cái gì nó chậm chậm này đó. Mày hiện đi cho tao nhờ cái nào. Top 1 trending luôn mọi người. Ok, các bạn sẽ tắt đi thôi. 1,55 đô la, trời ơi. Mọi người check ở trong ví nhá. À, con hôm trước Advan đây mình sẽ thô đít này. À, thô đít ở đây có này. Đây mình để sẵn ở đây cho nên là lúc nào mà buồn buồn là vào check giá, vào check đào xem thế nào. Các bạn vào check cái pool đào của mình xem thế nào nhá. Đây mọi người ấn vào farming. Xem từ hôm nọ đào được bao nhiêu rồi. Đào được 16 con. Mỗi ngày được 5 coin hả? Khoảng 3 đây trước mà mọi người nhỉ? Đúng rồi, khoảng 3 đây trước. Là mỗi ngày được 5 coin. Các bạn rút về này. Rút về thử xem nha. Các bạn muốn harvest. Đấy, các bạn rút nha. Cut fin là nó sẽ rút về thôi. Các bạn cứ để cho đào nhé. Các bạn cứ để cho đào cái dự án này mình thấy khá là ngon. Còn có rất là nhiều cái con khác này. Dit hoặc là Advan hoặc là IAE này. Dit này. Được mà.
Quay lại nhé, các bạn sẽ check này xem là cái coin rút lúc nãy mình rút là về đâu nhé. Đây các bạn ấn vào đây, ấn view, ấn vào BEP 20 token. Các bạn sẽ thấy cái đồng của mình về nha. Đây, rút về chưa? Về rồi nha. Các bạn ấn vào đây sẽ có contract luôn. Đấy, được 24 cỡ đô nhé các bạn nhé. Mỗi ngày được 8 đô. Đây, các bạn ở đây check check cho các bạn cái chat của nó ra nó lên kinh thế nào nhé. Con này có đỉnh của nó 4-5 đô ấy mọi người. Con này mình khả năng là lên cao đó mọi người ạ. Cộng đồng rất là đông và pool cũng rất là to. Đấy, các bạn full được hàng triệu. Đấy, trade 24 giờ cũng hàng triệu luôn. Đấy các bạn đang thấy 0,7 luôn mọi người. Hôm trước mình hướng dẫn các bạn là vẫn còn đâu đây này, 87 này. Đây, hình như đâu đây. Nó còn xuống thêm tận đây này. Đấy, 0,7 này. Mà các bạn một lúc nó phải phụt lên này luôn, 1,53 54 luôn mọi người. Đấy, trời ơi bao giờ cho lên đến đây 34 đô. Phụt luôn nha mọi người. Trời ơi các bạn muốn bán thì các bạn ấn vào thôi. Đây nè. Mọi người ấn vào Advanced. Đây. Ở dưới này các bạn chọn cho mình là BUSD. Đây các bạn ấn Mark lên. Đấy 24,5 đô. Các bạn muốn bán thì trade thôi. Trade thôi, trade thôi. Ấn Swap này. Eo, không được hả? Một đi nào. Một thì được nha mọi người, à, chúng không được luôn. Bán lẻ, à, bán chẵn ra này, có được không? I got, please try again. Try again. Again rồi mà. Hai. Đấy, hai thì ok nhỉ. Đấy, thì ví dụ các bạn muốn ấy nhá. Bán này à? Rồi, ok. Trời ơi, lên 1,5 đô là bán thôi à. Không có để nữa đâu mọi người. Chắc chắn là nó phải thụt xuống một ít sau nó mới lên tiếp. Thôi, ok, bán được rồi. Đấy, như thế là các bạn đã được cộng đô vào đây phải không? Đây. View Ether Scan, tức là view cái lịch sử của mình bán này. Đấy. Các bạn mất 0,63 đô la phí. Nhận 24,41 đô la. Xong chưa? Ok, chúc mừng các bạn một lần nữa nhá. Hôm trước mà bạn nào theo mình cái dự án này mua ở 0,8 mấy đấy là các bạn cũng gần nhân đôi nhân hai rồi đấy. Các bạn bây giờ mà muốn tháo pu ra bán cũng được, chả sao cả. Miễn là các bạn lãi rồi, phải không? Ví dụ các bạn mua một coin là 0,883 87 đi. 97 đấy lên rồi đấy, tính cho là 0,9 đi phải không, các bạn lãi 0,6 rồi ấy. Trời ạ, gần nhân đôi rồi đấy, với từ hôm nọ đến hôm nay các bạn đào nữa phải không các bạn. Đấy, vẫn đang mua này đấy, mua 4.000 mấy đến đô la này, những cái lệnh rất là to nha, 2.000, 3.000, 1.000 này, nhiều lệnh to lắm mọi người ơi, không có 1-2 đô như mình đâu. Đấy, lệnh này mua 1.500 này cũng đang thì kinh quá, nó đang đẩy kinh lắm. Ok thì mình sẽ để thông tin ở bên dưới cho mọi người, contract cũng như là cái thông tin để các bạn check cái chat của nó để tùy cho các bạn muốn bán thì bán thôi, còn không thì các bạn muốn đào thì vẫn đào tiếp, mà các bạn muốn rút ra để bán thì các bạn cũng rút ra để bán nhá. Còn cái mua hay bán hay hoặc là rút ra thì đấy là tùy các bạn nhé. Mình chỉ làm cái thông tin để thông báo đến mọi người thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ mình nhé.